Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo anh em mình nhé. Anh em mình theo sự chỉ dẫn của cô là bạn đây bắt cá mọi người. Sộp đây. Con sộp này và nuôi được một. Đấy mọi người, nãy anh em mình đi đánh hết được rồi. Còn mọi người xem con sộp nhá. Đã man luôn. Lúc nãy định về thì cô vừa vào trong cái hùng này, cô cá, cô lội xuống ngay rau ấy, bèo kia. Toàn cá to. Đã định về nó cũng muộn muộn đấy mọi người. Đây kìa. Vào đây kích thử. Bắt được con sộp. Con này rất nhiều hang nhỉ. Ui, sâu đó mặt. Sâu. Vậy. Ôi giời, rô phi. Vậy được các cô. Nãy cho ông một cô một tặng toàn rô phi các bạn ạ. Cô xin hết là anh em mình cho. Với anh em mình bắt được nhiều rô phi lắm. Bắt tặng mới để cho các cô khác. Ấy, mọi người ngắm lại con sộp. Cứ đi gặp ai thì người nào chung chung tuổi đều hỏi đi ăn thì anh mình sẽ cho hết. Nó phải xóm cho cô ra tự ra nhét luôn. Đấy, rô phi ngon. Rô phi em phải đấy. Rô phi em phải nhánh ở đây thì quay đã bị vướng cỏ này. Lúa quên mình thắt ở cả thầm lưng. Ở đây vẫn quay được nhưng mà sợ nó bị ghét. Con cá này đẹp đấy. Ui. Chưa thấy cá to, theo đợi cô bảo. Thấy cô bảo là nhiều cá lắm mọi người. Ở trong này thùng sâu. Đấy. Cô phi đỏ vào đâu. Cô này ăn ngon, rắn ngon. Rút vào rìa. Mùa này thành hơi cao hơi hẹp. Coi là rút vào rìa. Đây, ở đây. Đó. Hai con liền tụ. Lúc này thì đánh rô phi không chạy được, có vẻ nhiều cái chí hớt thì không. Đây, đấy. Bắt đầu cho cô đã phí. Nó mất công đi. Ấy, chú cục, chú cục. Tâm buồn hả mọi người. Không có được thôi. Hết được là mất bắt rồi. Úi trời, tay đấy vào quá. Ui, nhiều thế. Rô phi to, rô phi to anh. Có to, có to. Ui. Ôi cẩn thận anh, cẩn thận. Ê, trượt quá. Em đi qua đây. Trượt quá nặng lên trên. Ôi giời em trượt quá. Còn là em không muốn trèo lên thành mộ anh. Em đi được nghe gì à. Có khi được sang vào đấy rồi. Dạ. Chưa đâu nhảy được. Nhảy được. Ui, ui giời ao mọi người. Thôi thôi thôi, sọp sọp sọp, bắt phải nuôi. Ui lắm rô phi thế anh ơi. Cô hất về cho các cô ăn. Hất đèn bài tí em đi quan nè. Ấy, rô phi kìa mọi người. Mới mưa mọi người, nên mình đi săn được nhiều cá. Cô bảo trong này là thùng sâu mà mọi người. Nên cá là đậu. Con to đùng ấy. Bắt đi, 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 cá ra nhiều mọi người, do rời, cá lớn. Ấy, mấy con này về. Nhiều cá rô phi to phết này. Nhiều mà. Ôi. Thôi, bỏ. Mà cái cỏ ui giời. Toàn đó đuôi luôn anh ạ. Hết đi bờ, hết đi bờ đã về quay rồi. Đấy. Rồi vậy, toàn đó đuôi luôn. Toàn cá ngon. Đấy. Đi sau mình thấy nhỉ. Rô phi. Có rô phi. Ngon đấy anh. Ngon. Rô phi ngon. Ôi.
Rô phi rơi rồi, mình không trước mọi người. Ui giời. Đây, phi cụ, phi cụ. Nhiều rô phi phết. Đây, đây. Đây là nó. Nậu, nó nắn với hơi nậu đấy. Ô. Đấy. Này, mất rồi suốt rồi mọi người. Đây, đấy, nhìn đến đầu thôi. Nhìn đầu. Nhìn mất rồi. Nó mất rồi. Ê, vừa nhá phát, nó liệm đầu ngay. To. Còn nó bé. Bé là thôi. Chỉ còn vui thôi. Thêm đường. Đấy, vui, cuối mưa lại gặp sò phi ngon. Rô phi đỏ luôn mọi người. Tắt lên đi. Đấy. Con gì? Anh dí lại này, cái đầu con sọc to. Em ghi chắc rô phi. Đấy, ui giời. Ui giời. Túi mương lại lên này, nhiều mọi người. Bọn này thì không thể bỏ được. Bọn sao cô vô vào đinh thấy nhiều mọi người. Quá là ngon luôn mọi người. Cuối mương lại rất nhiều cá. Này mọi người, những con rô đồng mà đỏ au như này đấy, con ấy thì ngon lắm. Đây mọi người quan sát nhé, những con rô như này mà dán lên mà lọc sạch mang này, móc ruột, móc hết cái màng đen đen bên trong đi, xong rồi đá nguyên đầu, nguyên đầu, nguyên đai, nguyên kiện, xong dán vàng vàng cạnh lên. Một là sốt chim cà chua, hai là dán giòn. Ui giời, ui nhiều thế nhỉ. Ui trong đấy cuộn này anh ơi. Uấy, chép à? To được không? To nhìn như chép luôn, to như chép mọi người. Dán giòn lên thì ngon lắm mọi người. Hết mọi người đi mua ngoài chợ cái con rô phi mà khoảng nửa cân không ngon, nó những con vừa mình mà mình quay đâu mọi người. Đây nhặt đây. Toàn to mọi người. Toàn to ngon. Dã man luôn đấy. Đấy. Rồi. Con này giờ rời cá đi nhỉ. Ui giời, một làn cá. Một làn cá mọi người. Nhớ con sọc kìa mọi người. Đấy. Mình đi buổi chiều đi. Từ từng mấy cá. Từng này á. Ổn rồi mọi người. Vừa còn cho các cô nữa đây mọi người. Clip này anh em mình xin kết thúc đây mọi người nha. Đi bương khác có đang xong mọi người xem ạ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Tất cả mọi người nhá.